Hôm qua, tại bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, ít nhất 10 người thiệt mạng và 40 người bị thương trong vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở khách. Vụ tai nạn xảy ra tại quận Vizianagaram. Một đoàn tàu khi đi vào ga đã đâm vào một đoàn tàu đang chuẩn bị khởi hành, khiến 3 toa tàu bị lật. Nhà chức trách cho biết có khoảng 90 người ở trong các toa tàu khi xảy ra vụ va chạm. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do sai sót từ những người điều khiển. Lãnh đạo bang Andhra Pradesh đã thực hiện các biện pháp cứu trợ ngay lập tức và huy động tối đa xe cứu thương đến hiện trường. Công tác cứu hộ được triển khai nhanh chóng để những người bị thương được chăm sóc y tế kịp thời.